cái này máy nè. Ue đủ ai rồi hả? Đủ viêm. Mình mua mình xài cho ai kiểm tra. Ý là mình cái kiểm tra cái này nó đủ chưa? Đủ thì đặt công nghệ lên đó. Người đang chờ ai hả? Chờ đâu, có điện 1 pha, 3 pha mà đúng một mình đó. Pha cho nó khỏe, nóng lên trong phòng, nóng ra. Vâng, đây là bộ máy rửa xe được pha 5HB đầu bơm 5HB và motor 5HB 1 pha. Để xe dây đai 5HB 1 pha. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.